Chào các bạn Việt Nam, ở bên Isaac và trong video này mình sẽ có hai phần. Phần đầu tiên mình sẽ giới thiệu về sản phẩm tinh dầu xả thiên nhiên nguyên chất Isaac. Và phần thứ hai mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Ok, phần đầu tiên thì tinh dầu xả thiên nhiên nguyên chất Isaac. Tại sao lại dài như vậy? Tại sao lại là tinh dầu xả thiên nhiên nguyên chất? Thì trên thị trường ngày hôm nay chúng ta có thể biết là sẽ có sản phẩm tinh dầu giả và tinh dầu thật. Tinh dầu giả thì mình sẽ không cần đề cập đến, nhưng trong tinh dầu thật sẽ có tinh dầu thật nguyên chất và tinh dầu chưa nguyên chất. Có nghĩa là tinh dầu đã được pha với dầu nền theo tỷ lệ nhiều hay ít thì nó sẽ liên quan đến cái độ nguyên chất của tinh dầu. Thường thường thì họ sẽ pha thường là nếu mà càng nhiều dầu nền thì cái tinh dầu đó càng ít giá trị và nó sẽ rẻ hơn. Đấy, và đây, nhưng mà đây là tinh dầu nguyên chất. Bây giờ thì các bạn theo tùy theo mức độ để chúng ta biết nguyên chất như thế nào. Với một phần nữa là trong tinh dầu nguyên chất thì sẽ có tinh dầu nguyên chất sạch và tinh dầu nguyên chất chưa sạch. Sạch là nghĩa là gì? Nghĩa là cái nguyên liệu để mà chưng cất ra cái tinh dầu này có sạch hay không. Mình ví dụ với tinh dầu xả thì là cái cây xả đó, cái lá xả đó để chưng cất ra tinh dầu thì nó có bị phun thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch hay không? Tại vì và cái thời gian mà giữa phun thuốc và lần thu hoạch nó cách nhau bao nhiêu lâu thì nó sẽ liên quan đến độ sạch của tinh dầu. Và với ở bên Isaac thì chắc chắn là tinh dầu là được chưng cất hoàn toàn thủ công, được theo giống như là hình thức chưng cất mà chưng cất hơi ấy. Đấy, và chưng cất nguyên chất. Thứ hai là cây xả này bà con hoàn toàn trồng theo phương pháp là hữu cơ, tức là chăm sóc về đất để cho cây sinh trưởng khỏe mạnh chứ không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Để các bạn yên tâm, đấy là lý do mình nói là nguyên chất và thiên nhiên, tinh dầu xả thiên nhiên nguyên chất. Dạ, tinh dầu xả thiên nhiên nguyên chất Isaac. Ok, bây giờ sang phần thứ hai, đó là chúng ta sẽ sử dụng, hướng dẫn sử dụng. Nghe có vẻ đơn giản, chỉ cần nếu mà các bạn có máy xông thì chỉ cần mở nắp ra và đổ tinh dầu vào máy xông là xong đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên thì với tinh dầu nguyên chất này thì mình thấy là cũng không cần nhất thiết phải dùng máy xông. Các bạn chỉ cần làm thế này là các bạn không cần máy xông này, nắp đúng không ạ? Ta mở vặn theo ngược chiều kim đồng hồ. Mở ra bên trong các bạn thấy một cái nắp nhựa này, nó giữ cho đến giờ không bị đổ. Đây, các bạn có thể lấy cái nắp nhựa ra. Chưa? Sau đó đậy nắp vào. Đổ một lần này. Nhắc lên. Chút thôi. Sau đó chúng ta đậy nắp lại. Vì gốc tinh dầu nó bay hơi, nó ngấm này, các bạn nhìn này, nó bắt đầu thấm dấu ra ngoài. Đó. Và các bạn nếu làm như thế này với một cái diện tích không gian khoảng tầm, mình nghĩ khoảng tầm 15-20 mét vuông là phòng ngủ các bạn đấy, hoặc là phòng nhà vệ sinh đấy, hoặc là xe ô tô, hoặc là những cái không gian mà nó nhỏ hơn một chút, thì với cái lượng này thì chúng ta có thể dùng trong vòng khoảng 2 tháng các bạn, có thể 2 tháng hoặc hơn. Có vài người bạn mình đã dùng hơn 2 tháng. Và tính có nghĩa là gì ạ? Một ngày chúng ta dùng là chắc tính bằng 100 đồng đúng không ạ? Rất là tiết kiệm và thơm. Và vì đây là tinh dầu thiên nhiên nguyên chất này, nó có cái gốc nó sẽ là bay hơi, nên là chúng ta không cần nhất thiết phải dùng máy xông các bạn nhé. Các bạn có thể dùng để làm thơm phòng, hoặc là các bạn có thể để xoa bóp cũng được nhé, để tắm cũng được. Đấy, rất nhiều công dụng khác nhau. Vì nó là nguyên chất nên hoàn toàn dùng, các bạn dùng vào trong cơ thể các bạn hoàn toàn thoải mái. Và nó càng dùng nó càng thoải mái chứ không làm sao cả, được chưa? Ok, đấy là thông tin về sản phẩm tinh dầu thiên nhiên nguyên chất Isaac. Bạn nhớ nhé, tinh dầu xả thiên nhiên nguyên chất Isaac. Ok, số điện thoại của bên mình là 0936 984 989 và 097 135 3332. Địa chỉ xem hàng chúng ta có thể đến xem là không tại số nhà 42 phố Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hoặc là một cái sản phẩm nhỏ này các bạn không nhất thiết phải đến, các bạn có thể cho địa chỉ bên mình đặt hàng, đặt ship gửi cho các bạn. Trong Hà Nội thì phí ship hôm trước đặt, hôm sau nhận được thì nó cũng chỉ khoảng tầm 17.000, 20.000 một lần ship thôi. Kể cả là một lọ, hai lọ hay là 10 lọ thì cũng thế. Nhưng mà nếu mà 10 lọ thì bên mình free ship cơ. Đấy, hoặc là tỉnh xa cũng như vậy. Tỉnh xa thì nó sẽ khoảng tầm 30.000 tiền ship. Đấy, nếu bạn mua 10 lọ bên mình free ship nhá. Đó, 10 lọ là free ship. Ok chưa? Còn trên 10 lọ thì vẫn là free ship. Đấy. Ok, đấy, và cái lọ này này là dùng hết rồi, nó sẽ như này, cả cái nắp nó thẩm thấu hết này. Đấy. Hoàn toàn dùng tinh dầu xong là thoải mái. Ok. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.